Kính thưa sư, con có câu hỏi này băn khoăn tới nay. Con muốn hỏi là sanh lên cõi trời có nhớ kiếp trước không? Nếu nhớ được kiếp trước thì hết thọ mạng. Làm sao để tiếp tục sanh lên cõi trời nữa? Vì con không thích chứng quả. Vì khi chứng quả sẽ nhập niết bàn, tan biến mãi mãi, không nhớ được nữa. Tức là cái người hỏi này muốn ở hoài cõi trời thôi. Giờ mình lên được trên đó rồi, ngu dại gì mình không nhớ kiếp trước mình đã làm cái chuyện thiện gì. Rồi mình tiếp tục mình làm thiện, mình ở cõi trời tiếp. Tại sao mà mình sa đọa làm chi? Phải nói với quý vị, làm được sư là người đăng ký đầu tiên. Sư giành luôn, sư giành vé, sư đăng ký đầu tiên. Tức là cái vụ mà mình lên cõi trời, mình nhớ kiếp trước, rồi mình làm phước, rồi mình cứ ở đó hoài, mình không bao giờ mình xuống hết trơn. Sư là người đăng ký đầu tiên, sư hứa luôn. Nhưng mà không có được. Tại sao? Tại vì mình ở trển rồi, cái ác nghiệp mình để cho ai? Quý vị nhớ giùm sư một chuyện là chúng sanh làm thiện ít hơn làm ác. Mình làm thiện có một chút xíu hả? Mà bây giờ mình cứ muốn ở hoài chển rồi, những cái ác nghiệp nó để cho ai? Nhớ giùm sư nha, khi ác nghiệp trổ quả thì anh có ở chển anh cũng phải mệnh chung anh đi xuống để anh trả cái quả. Nghiệp nó có hai dạng, một là định nghiệp, hai là bất định nghiệp. Cái bất định nghiệp anh còn có thể nhờ vào cái phước thiện anh lướt nha. Nhưng mà cái định nghiệp anh lướt không nổi đâu. Tức là nếu như mà cái định nghiệp nó xuất hiện thì anh đang vi vu vui vẻ ở trên cõi trời, đang ngon lành là đùng một cái anh rớt thẳng xuống địa ngục. Chuyện đó chuyện hết sức bình thường. Bởi vì trong chú giải pháp cú và ở trong tương ưng, trong tương ưng là có nhắc một vị thiên tử đang vui vẻ với mấy bà vợ, thì tự nhiên là thấy 500 bà vợ mình biến mất tiêu. Thì vị thiên tử mới hoảng hồn tìm có 500 bà vợ mình đi đâu, thì mới thấy là 500 bà này là đi xuất thẳng địa ngục. Và vị này xét coi lại, ủa như vậy rồi mình đi đâu? Thì vị này xét thấy là mình cũng sẽ đi xuống địa ngục, mà sắp tới rồi, chuẩn bị tới rồi. Cho nên là vị này lông tóc dựng ngược và ngay lập tức đi xuống đảnh lễ Thế Tôn để cầu cứu nha. Cho nên là chỉ khi chứng đắc thánh đạo thánh quả thì mình mới có thể tránh được những cái cảnh giới sa đọa. Còn không là xin thưa là tới hồi nó tới là mình đi xuống, đừng có nói tôi làm phước là tôi khỏi xuống nha. Thêm một cái nữa là nó giống như quý vị đi ra ngoài đường, quý vị thấy những cái logo tuyên truyền là đừng bao giờ thử ma túy dù chỉ một lần. Sư phải nói là xưa giờ chưa có ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi chơi xì ke ma túy, tôi không nghiện. Tôi không nghiện cho nên là tôi cứ chơi thoải mái thôi, tại vì nó không có nghiện, ai nghiện chứ tôi không nghiện. Sư chưa bao giờ thấy có người như thế. Phải nói là cái sự mà gọi là phê, sư tạm gọi cái sự mà phê ma túy, nó không bằng 1/16, nó không bằng 1/1000 cái chuyện mà mình hưởng lạc ở cõi trời đâu. Hưởng lạc ở trển sư đảm bảo nó phê hơn nhiều. Mà phê hơn nhiều như vậy, quý vị có còn nhớ cái gì mà gọi là làm lành lánh dữ không? Sư không tin. Rồi quý vị có nói là như vậy thì tôi sẽ tỉnh táo, rồi tôi hứa tôi sẽ làm thiện, thì nhắc cho quý vị nhớ một sự kiện như thế này. Không riêng gì bản thân người hỏi mà rất nhiều chúng sanh cũng có cái thề nguyện như thế. Tức là tôi lên cõi trời rồi tôi hứa là tôi sẽ làm thiện. Ô sư xin lỗi ha, chưa có đổi màn hình. Sư xin lỗi. Tôi hứa là tôi sẽ làm thiện, rồi tôi hứa là tôi sẽ vân vân và vân vân. Thì ai cũng hứa hết trơn á, nhưng mà thực tế chứng minh là không ai làm được hết trơn. Cho nên là đừng có ảo tưởng về cái chuyện là mình cứ sống hoài ở trên đó.
Chính vì Thế Tôn biết rõ về sự kiện này cho nên Ngài mới dạy phương pháp chấm dứt hoàn toàn sự khổ. Và phải nói sự xin lỗi là không để ý lắm cho nên là nó mất cái nó mất cái đoạn hình ảnh, nó hơi uổng. Thôi không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào, mất hình nhưng mà còn tiếng thì vẫn tốt hơn, mất tiếng còn hình. Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thực sự cái câu hỏi này Đức Hạnh Tuệ giống như là thay lại muốn nói trả lời sư với sư, có nghĩa là câu hỏi trả lời rất là đầy đủ thưa quý vị. Cho nên là nếu mà nói nữa thì nó cũng là bão hòa thôi. Cho nên trước khi kết thúc phần trả lời của sư thì chỉ có lời khuyên là những cái vị ngoài cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, và những cái vị mà có cái tư tưởng như vậy nè, thì chỉ cần nghe đi nghe lại câu trả lời của Thanh Tại là của mình, cái câu trả lời của mình. Và xin kết thúc câu trả lời. Qua câu hỏi tiếp theo.